Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Một lần nữa xin kính chào quý khán thính giả của đài. Đây là chương trình Người Việt Lật Mỹ của luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Như đã nói lúc đầu giờ, luật sư Liêm vì có công việc bận không có thể đến phòng thông hôm nay được. Thay vào đó thì tôi và luật sư Hoàng đang tiếp diện với quý vị, trở lại các câu hỏi của một vị mà mình đang trả lời rồi phải cắt ngắn cho cái phần thông tin thương mại đó. Thì chúng tôi đã trả lời cái câu hỏi đó trong lúc chúng ta đang nghỉ cho cái phần thông tin thương mại. Nhưng mà tôi muốn nói về đại khái gì đó hỏi tiếp, đó là nếu mà kiện thì kiện ở tòa nào. Khi mình đi kiện một người đó thì thứ nhất đó, cái tòa phải có thẩm quyền. Ở Mỹ này nó phân ra là thẩm quyền đối với cái vụ kiện và thẩm quyền đối với cái người bị đơn. Nó gọi là subject matter jurisdiction, là thẩm quyền đối với cái vụ kiện, cái vụ việc đó. Và thứ nhì là cái thẩm quyền đối với cái người bị đơn là personal jurisdiction. Rồi chưa nói về cái phần, cái địa phận nữa. Thì nếu mà một cái vụ kiện đó, có những cái vụ kiện đó mình kiện một cái người, thí dụ như người đó ở bên Việt Nam làm ăn gì ở bên Việt Nam, mình nhảy vô tòa ở đây mình kiện, thì tòa ở đây không có thẩm quyền để xử đối với một cái người ở bên Việt Nam hoàn toàn, không có dính líu gì tới Cali này cả. Còn nếu người đó có đi qua đây bắt tay ký hợp đồng gì đó thì có thể là mình kiện ở đây được. Nhưng mà nếu mà người đó ở một, khỏi nói Việt Nam, ở xa đi, ở bên Arizona hay là ở một cái nơi nào khác, ngay cả ở trong Cali này đó, chưa chắc là mình kiện ở tòa ở cái nơi mình cư ngụ được. Phải cái tòa đó phải có thẩm quyền đối với người đó. Tại vì một khi một cái tòa mà không có thẩm quyền, không có thẩm quyền đối với cái cá nhân đó đó, thì không đưa ra cái phán quyết, có thể là nó sẽ không có hiệu lực đối với người đó. Hoặc là người đó có thể vô tòa nói là hay không có được xử tôi, tại vì tòa không có thẩm quyền tài phán về đối với cá nhân của tôi. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ nhì, có những cái tòa được quyền xử những cái vụ này, được quyền xử những cái vụ kia. Thì về vụ việc đó, khi nãy tôi nói là subject matter jurisdiction, thẩm quyền tài phán đối với cái vụ việc đó, thì cũng vậy, khi mình đi kiện phải coi cái vụ việc đó là sao. Rồi lại khác nữa là cái địa phận. Nhiều khi đó tòa có thẩm quyền nhưng mà có đúng cái địa phận hay không, đó là những cái vấn đề mà chúng tôi đã trả lời cho cái vị đó trong lúc chúng ta nghỉ giải lao. Và xin cho phép chúng tôi trả lời tiếp những cái câu hỏi của những vị đang gọi vào đây. Dạ xin chào ạ. Hello, luật sư. Dạ chào hai luật sư. Dạ chào chị. Câu hỏi và nhờ ông giúp giùm. Nếu tôi có một người mới nhà mà họ tháng cuối cùng họ không trả tiền nhà đủ, mà họ ra hỏi họ thì họ hâm, họ nói rằng không nhận cái số tiền ít đó, thì ở thêm 3 tháng nữa không trả tiền. Dạ thưa, bây giờ thì tôi cho họ cái thơ tay 3 ngày hay là trả hay là move out, và tôi gửi một cái certified mail. Dạ thưa, bây giờ họ nhận rồi nhưng mà vẫn không thấy sự trả lời. 5 ngày trôi qua thì bây giờ tôi phải làm gì? Ok, thì trong cái này là nếu cô đưa cái thơ, cái 3-day notice để pay your quit đó, lại cho cái trong cái thơ đó là cô xin trong 3 ngày đó, đó người thuê nhà của cô là phải trả cái số tiền đó cô xin trong cái 3 ngày 3-day notice. Nếu 3 ngày xong rồi mà chưa trả cái số tiền đó, đó thì giờ cô được quyền giờ kiện người đó ra tòa để lấy cái hồ sơ lại, là cô phải làm cái theo tòa đó là cái eviction unlawful detainer process. So nó phải coi là nó coi trong cái 3 ngày, trong cái thơ mà cái 3-day notice đó, cô xin nó là cô có xin tiền đúng trong cái đó không. Trong cái 3-day notice đó, cô chỉ được xin nó là cô chỉ được xin tiền thuê nhà thôi. Cô không được bỏ thêm tiền phạt hay tiền lời hay cái late fee hay gì hết. Nếu cái tiền cô nó phải đưa cho cô mỗi tháng là 1.000 đi, thì trong cái 3-day notice đó, cô được xin đó là 1.000 thôi. Nếu cô bỏ thêm tiền phạt vô hay tiền trễ hay gì đó mà không có đúng trong cái hợp đồng mà cô với người đó ký đó, thì tòa bắt cô phải trở lại từ đầu, đưa cho nó cái, đưa cho người thuê nhà đó cái 3-day notice mới cho cô. So cái đó là chuyện đúng là cô phải lo. Là nếu cái 3-day notice cô đưa cho người ta tay mặt với certified mail, cô xin
điện đúng với 3 ngày nó hết hạn rồi đó, thì giờ ngày thứ năm là ngày bữa nay cô nói là đó là giờ cô được ra tòa mở cái unlawful detainer để cho cô kiện nó ra tòa để lấy cái nhà đó lại. Dạ thưa cô, như vậy giống như luật sư Hoàng nói đó, những cái vụ kiện mà để trục xuất người ra khỏi nhà hay là đuổi nhà đó, thì những cái vụ kiện đó thay vì những cái vụ kiện dân sự bình thường đó, có phải là cả năm sau mới ra cái phiên xử được từ lúc mình đệ đơn vô. Những cái vụ kiện mà để đuổi nhà đó hay là trục xuất người ra khỏi nhà đó, thì những vụ kiện đó nó gọi là tiếng Anh nó gọi là summary procedure, thì làm nhanh gọn lẹ. Khi mà nhanh gọn lẹ đó thì phải làm đúng, vì nếu không làm đúng là dầu mình là cái người đúng đi nữa đó, mình vẫn thua. Đúng là sao? Tất cả những vụ kiện đuổi nhà nó khởi đầu nó dựa trên cái cơ sở mà để cho những điều kiện đó là cái thông báo 3 ngày để trả tiền hay là dọn ra. Và cái thông báo đó nó rất là quan trọng, tại vì tôi từng là luật sư giúp người ta đi đuổi nhà, cũng là từng là luật sư đi làm việc khai phá sản với chống lại những cái người chủ nợ mà đi theo con nợ hay là đuổi nhà. Thì khi mà tôi được mướn bởi một cái người thuê nhà mà không có tiền để trả hay là có vấn đề gì đó, thì tôi sẽ kiếm cớ để tôi thọc gậy bánh xe sẽ kéo thời gian ra rất là dài. Và cái mà dễ nhất để tôi thọc gậy bánh xe đó là cái thông báo phải 3 ngày phải trả tiền hay dọn ra. Cái thông báo đó phải chính xác về phương diện nội dung và cả luôn cái hình thức hay là cái nội dung đều phải đúng hết. Nếu không đúng đó là tôi sẽ đợi người đó ra tòa, rồi xong rồi tôi ra tôi nói cái đó sai, tòa đồng ý với tôi. Cái đó cái nó gọi là defective, cái thông báo đó nó không có làm đúng theo luật. Là dầu thân chủ của tôi có thiếu tiền đi nữa vẫn thắng. Thì một trong những cái luật sư Hoàng nói đó, cách người ta tính đó, người ta ưa muốn có nhiều tiền, người ta lại tính vô nhiều tiền lời, rồi tính sai cái tiền lời tính sai tiền lời ra cũng chết, tính sai tiền phạt ra cũng chết. Và thứ nhì đó, người ta nói tới ngày ra tòa thì là qua tháng này rồi, bây giờ gần cuối tháng rồi, tôi cộng luôn cái tháng sau vô đó, cũng là chưa có tới tháng đó thì không có được cộng cái tháng đó vô. Sau đó mình có thể xin nói là ok, những cái ngày mà qua cái tháng đó là bao nhiêu ngày thì khác nữa. Phải làm đúng hết, đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì quan trọng hơn đó là cũng quan trọng như vậy, là cái cách mình tống đạt cái thông báo 3 ngày đó đến cho người kia, mình tống đạt bằng cách nào. Khi nãy cô nói cô gửi bằng cái thơ bảo đảm gì đó hay là certified mail. Nào, mà cô nói cô đưa cho tiền cô, thì cô đưa cho cái người đó cái giấy tay mặt phải không? Nó là cô có đưa tận mặt hay là cô làm sao? Một người cầm tới trước mặt mình, đưa tay họ cầm lấy, cái người chủ đó họ cầm. Ok, thì nếu cô làm vậy thì cái 3 ngày đó là ngày thứ 1 á, là bắt đầu ngày sau. Thì trong cái 3 ngày đó là nếu cô làm đưa tay mặt rồi đó, cô không có trong cái này, cô không có cần gửi thơ certified mail, với cô không có cần chờ nó nhận cái mail trong chờ họ ký nói là họ đã nhận cái thơ rồi. Dạ, họ ký. Thì trong đây á, là cô có người đưa tay mặt ở nhà cho người đó rồi. Sau trong đây nếu cái 3 ngày đó mà ngày đó nhận tay mặt hết hạn rồi đó, thì cô ngày mai nếu cô muốn cô được ra tòa mở cái unlawful detainer, mở cái hồ sơ để lấy cái nhà của cô lại. Dạ, ok. Dạ thưa luật sư, nếu có thể nào. Dạ cô nói đi. Dạ cô nói, nha. Dạ thưa, nếu mà trường hợp thì tôi làm xong hai cái đó, và bây giờ thì tôi có thể ra tòa mà để nhờ cảnh sát của tòa án để là trục xuất họ ra được không? Không, cái đó là cô phải mở cái hồ sơ với tòa chứ cô phải lấy qua tòa, phải qua tòa. Thưa cô, cảnh sát họ sẽ không làm gì hết trừ khi có cái lệnh của tòa để trục xuất những người đó, và tòa sẽ không có ra lệnh cho đến khi thứ nhất là cô đã đưa ra thông báo 3 ngày để trả, rồi họ không trả sau 3 ngày, họ không trả bao nhiêu ngày đó, rồi cô ra cô kiện, cô đẩy đơn cô kiện, cô phải tống đạt cái đơn kiện để trục xuất, nó gọi là cái unlawful detainer complaint đó, cô phải tống đạt đúng cách, rồi sau đó họ có bao nhiêu ngày để họ ra tòa, họ không ra tòa thì cô mới xin cái án khiếm diện, hoặc là họ ra tòa thì cô đấu với họ ở ngoài tòa, rồi tòa đồng ý là cho trục xuất họ, tòa mới ra cái lệnh, cô mới lấy cái lệnh đó, cô xách cái lệnh đó, cô nhờ cảnh sát đi trục xuất, chứ cảnh sát sẽ không làm gì cả trừ khi nào có cái lệnh của tòa cô ạ. Giờ cô ra cảnh sát đó là cô ra sớm quá, chứ cô không có cái án lượng hay cái judgment với cái tòa đó, là cảnh sát cũng kêu cô là giờ cô phải trở lại tòa chờ cái judgment cho đó, ok? Dạ cảm ơn cô đã gọi vào. Cảm ơn. Vậy cũng phải xin lỗi cô và những quý khán thính giả khác. Tôi thấy có hai vị đang gọi vào, cho chúng tôi xin lỗi là chúng tôi phải tạm ngưng chương trình một lần nữa cho cái phần thông tin thương mại.